Các bạn thân mến, vào tháng 2 năm 2024, thông tin công ty Besi Hà Lan chuyên cung cấp máy móc phục vụ đóng gói chip khánh thành nhà máy rộng 2.000m2 tại Việt Nam đã khiến cho nhiều người phải trầm trồ kinh ngạc. Và sau đó không lâu, người ta lại phải xôn xao bàn tán về thông tin Hà Lan tiếp tục cho xây dựng nhà máy chip bán dẫn để Việt Nam phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp này. Vậy liệu rằng đây có phải là sự thật hay không? Và nếu đúng là như thế, thì tại sao Hà Lan lại chọn Việt Nam mà không phải là bất kỳ quốc gia nào khác? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời ngay sau đây. Các bạn đừng quên tặng cho chúng tôi một lượt like, share, subscribe để ủng hộ cho toàn bộ ekip nhé. Đầu tiên, chúng ta cần phải khẳng định rằng thông tin trên là hoàn toàn chính xác. Việc Hà Lan muốn xây dựng nhà máy chip bán dẫn cho Việt Nam đã được các kênh truyền thông trong nước đưa tin rộng rãi suốt thời gian qua với nội dung như sau. Công ty công nghệ cao VDL của Hà Lan sẽ xây một nhà máy mới để sản xuất linh kiện bán dẫn tại Việt Nam vì Việt Nam đang nổi lên như là một địa chỉ mới trong chuỗi cung ứng chip bán dẫn toàn cầu. VDL công bố thông tin này vào hôm 20 tháng 3 năm 2024 khi phái đoàn thương mại gồm 70 công ty và tổ chức của Hà Lan đang có mặt tại Việt Nam. Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 3 năm 2024 để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Dẫn đầu phái đoàn là bà Kristen Van der Waal, Bộ trưởng Bộ Thiên nhiên và Chính sách Niter, ông Mark Harbers, Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng và Quản lý nước, bà Ingrid Thichen, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Người sử dụng Lao động Hà Lan. Các lĩnh vực hai bên quan tâm hợp tác gồm có logistics hiện đại, công nghệ về nước và quản lý nước, nông nghiệp thực phẩm và trồng trọt, đặc biệt nhất là lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có ngành bán dẫn chủ lực. VDL cho biết, công ty đã có cơ sở sản xuất chip bán dẫn tại Trung Quốc và Singapore. Tuy nhiên, VDL vẫn muốn xây dựng thêm nhà máy tại Việt Nam bởi vì các khách hàng toàn cầu đang yêu cầu công ty mở rộng phạm vi phủ sóng rộng hơn nữa, tức là công ty phải gia tăng sản xuất ở thị trường các nước khác. Một người phát ngôn của VDL nói rằng hiện công ty chưa thể nêu chi tiết về quy mô đầu tư cũng như thời gian xây dựng nhà máy mới này. Nhưng theo dự kiến, nhà máy sẽ được xây dựng tại phía đông bắc Việt Nam với số vốn lên tới hàng triệu euro. Thực ra thì việc công ty Hà Lan chọn Việt Nam làm nơi xây dựng nhà máy chip bán dẫn là điều không mấy bất ngờ đối với những ai theo dõi sát sao các hợp tác thương mại giữa hai nước bạn bè. Nói cách khác, đây là kết quả tất yếu của việc đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan suốt thời gian qua, đồng thời là kết quả tất yếu của sự chuyển hướng ngoạn mục của các công ty Hà Lan nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Đầu tiên là về phương diện hợp tác nhà nước, hơn một thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Hà Lan đã đạt được nhiều bước tiến vượt bậc. Hai nước đã trở thành đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực năm 2014, đồng thời nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện năm 2019. Và hiện nay, Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong khối EU và đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau. Một trong những dư địa cần phải khai thác mạnh mẽ chính là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Dưới sự hỗ trợ và thúc đẩy của chính phủ, các công ty công nghệ cao của Hà Lan đã bắt đầu nhắm đến Việt Nam trong các dự án phát triển quy mô sản xuất của riêng mình. Cách đây không lâu, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte đã mang theo đoàn doanh nghiệp gồm 23 công ty tổ chức trong lĩnh vực công nghệ cao và số hóa. Trong buổi gặp gỡ này, các nhà lãnh đạo hai nước đã thể hiện mong muốn được hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực quan trọng. Việt Nam đồng thời còn hứa hẹn sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư sản xuất kinh doanh công nghệ cao tại nước mình. Theo đó, hàng loạt công ty và nhà cung cấp chip bán dẫn Hà Lan đã lên kế hoạch đầu tư sản xuất chip tại Việt Nam. Chỉ vài tháng sau đó, Besi, công ty chuyên cung cấp máy móc phục vụ quá trình đóng gói chip, đã khánh thành nhà máy rộng 2.000m2 với nguồn vốn là 5 triệu đô la cho giai đoạn 1 tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Lễ khánh thành diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 2 năm 2024 với sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Và đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất máy móc phục vụ cho khâu đóng gói chip đầu tiên đầu tư tại Việt Nam. Trước đó, Besi đã đầu tư tại Malaysia năm 1991, Trung Quốc năm 2002. Đối tác của Besi là các công ty sản xuất chip, nhà thầu lắp ráp và công ty điện tử công nghiệp trên toàn cầu. Trong giai đoạn 1, công ty Besi tổ chức sản xuất khuôn mẫu và các phụ kiện tiên tiến cho hệ thống máy móc phục vụ khâu đóng gói chip. Ở giai đoạn 2, trong 2 đến 3 năm tới, công ty dự kiến mở rộng nhà máy sản xuất các máy móc phục vụ đóng gói chip. Theo ông Han Chan Jong Boring, Phó Tổng Giám đốc Toàn cầu Besi cho biết, kế hoạch đầu tư dự án sẽ sử dụng hàng nghìn lao động Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành đối tác, nhà cung cấp máy móc đóng gói chip hàng đầu thị trường. Qua đó, giúp ngành công nghiệp bán dẫn trong nước được nâng tầm phát triển.
Tiếp nối BSC là VDL, công ty vừa mới công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất chip bán dẫn tại đất nước hình chữ S. Theo đó, nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn của VDL sẽ tạo bước đà cho các doanh nghiệp công nghệ cao của Hà Lan tiếp tục góp vốn mạnh tay vào Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác khác giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực giàu tiềm năng hàng đầu. Thực tế cho thấy Việt Nam không chỉ thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao của Hà Lan mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn của rất nhiều ông lớn trong lĩnh vực này. Minh chứng là hiện nay tại Việt Nam đang hiện hữu nhà máy lắp ráp chip lớn nhất của Intel và các trung tâm sản xuất quy mô lớn của Samsung, LG cũng như Electronics. Lý do khiến cho các công ty công nghệ của Hà Lan nói riêng và các nước khác nói chung quan tâm đến Việt Nam là vì đất nước hình chữ S đang cho thấy mình chính là sự thay thế số 1 của Trung Quốc hiện giờ. Bởi vì Việt Nam được đánh giá là nơi có hệ sinh thái bán dẫn phát triển nhanh, có tiềm năng nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam có nguồn nguyên liệu dồi dào để phục vụ cho lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao, giúp tối ưu hóa chi phí cho các nhà đầu tư nước ngoài. Và đặc biệt, ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam còn mở ra nhiều cơ hội phát triển tốt cho các doanh nghiệp để thu hút đầu tư mạnh mẽ. Kết hợp với đó là nền chính trị ổn định, giúp Việt Nam có được lợi thế cạnh tranh lớn hơn rất nhiều so với các quốc gia đang vô cùng bất ổn trong khu vực hiện giờ. Tuy nhiên, chúng ta cần phải biết rằng Việt Nam hiện đang đối mặt với những rào cản không nhỏ trong việc thu hút dòng vốn lớn của quá trình chuyển dịch chuỗi cung ứng từ Hà Lan. Chẳng hạn như Việt Nam đang vô cùng đau đầu trước vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời vẫn còn đang trong quá trình xây dựng các cơ chế hỗ trợ cho sự phát triển xanh và chuyển đổi số. Ngoài ra, những vấn đề khách quan như là xung đột chiến tranh hay sự cạnh tranh khốc liệt từ các thị trường khác như Malaysia, Singapore, Thái Lan cũng được coi là rào cản lớn của Việt Nam trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư lẫn công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghệ cao này. Do đó, để các nhà đầu tư yên tâm hoạt động bền vững, chính phủ Việt Nam cần phải cam kết giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa là bạn tốt, là đối tác tin cậy của các nước, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Song song đó, Việt Nam còn phải tích cực thực hiện chính sách quốc phòng 4.0, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Điều quan trọng nữa là Việt Nam cần phải tiếp tục giữ vững sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn như thu chi, xuất nhập khẩu, cân đối năng lượng, lương thực thực phẩm, lao động. Đồng thời, tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ hiện đại, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Phải làm sao đến năm 2030 Việt Nam có thể đào tạo được khoảng 100.000 nhân lực cho lĩnh vực công nghệ cao, nhất là lĩnh vực chip bán dẫn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi giảm chi phí tuân thủ, chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, thuận lợi, an toàn, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các nhà đầu tư trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Nói tóm lại, chuyện công ty Hà Lan xây nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn cho Việt Nam là một thông tin rất đáng mừng, nhất là khi sự kiện này sẽ khởi nguồn cho hàng loạt các hoạt động đầu tư khác đến từ nước bạn. Tuy nhiên, Việt Nam cần phải áp dụng đồng bộ các biện pháp kể trên để giải quyết triệt để những khó khăn, thách thức còn tồn đọng. Và chỉ có như thế, Việt Nam mới có thể hấp dẫn đầu tư mạnh mẽ đối với lĩnh vực công nghệ cao và trở thành trung tâm sản xuất chip bán dẫn hàng đầu. Các bạn thân mến, cách đây không lâu, kênh truyền hình của nước bạn đã khiến cho người người xôn xao khi phát sóng đoạn phỏng vấn đại sứ Indonesia tại Việt Nam sau khi mà ông hoàn thành mấy năm công tác và trở về quê nhà. Và trong buổi phỏng vấn này, người dẫn chương trình đã nhận được câu trả lời vô cùng bất ngờ sau khi đặt ra câu hỏi hách não rằng: "Thưa ngài đại sứ, thế giới dự đoán là Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc mới cho khu vực Đông Nam Á. Ngài có đồng ý với điều này không? Và làm thế nào mà Việt Nam có thể đạt được điều đó?" Vậy, rốt cuộc thì ngài đại sứ Indonesia đã nói gì về đất nước hình chữ S sau khi trở về quê nhà? Và liệu rằng Việt Nam có trở thành một cường quốc mới nổi như là những gì được dự đoán hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video số hôm nay các bạn nhé! Trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo nhé! Vâng, đứng trước câu hỏi được đặt ra, đại sứ Indonesia từng công tác tại Việt Nam đã không cần đắn đo suy nghĩ mà trả lời rằng: "Tôi nghĩ rằng nếu họ cứ tiếp tục phát triển như hiện nay thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu chúng ta nhìn vào các chỉ số tăng trưởng hiện có. Cụ thể hơn là, theo số liệu GDP của Việt Nam, nước này đã đạt được mức tăng trưởng dương trong thời điểm COVID-19, còn hầu hết các nước trong khu vực đều tăng trưởng âm.
Thậm chí năm 2022, Việt Nam còn tăng trưởng lên tới 8% một năm và được dự đoán sẽ ở mức tăng trưởng 7% một năm trong năm 2024 này. Ngay sau khi những lời chia sẻ của đại sứ Indonesia được lan truyền rộng rãi, nó đã gây ra một cơn bão lớn trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng Indonesia đã tràn vào để lại những bình luận như sau. Vừa chấm dứt chiến tranh mà nay được dự đoán sẽ trở thành con hổ châu Á, Việt Nam đúng là không phải dạng vừa. Thành thật mà nói, nhìn vào Việt Nam bây giờ rất nổi bật. Điều làm tôi ấn tượng nhất ở Việt Nam là họ có thương hiệu xe hơi riêng do chính mình sản xuất. VinFast đã có mặt ở 3 quốc gia là Mỹ, Ấn Độ và Indonesia. Thật thông minh khi họ nhắm vào 3 quốc gia đông dân này. Thay vì lo lắng cho sự trỗi dậy của Việt Nam, chính phủ Indonesia nên có các chính sách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, chứ không chỉ ngồi đó nói về lịch sử đã qua. Việt Nam tập trung đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực công nghệ cao, đó chính là điều Indonesia chưa làm được. Thậm chí, họ đã sẵn sàng đầu tư sản xuất chip nano, trong khi Indonesia vẫn chưa chú trọng mảng này. Nhu cầu chính của các nhà đầu tư là sự ổn định về chính trị và xã hội. So với Indonesia, Việt Nam không có nguy cơ xung đột, đặc biệt là xung đột tôn giáo. Thêm vào đó, văn hóa chính trị của Việt Nam rất khác so với Indonesia, nơi áp dụng nền dân chủ theo kiểu Mỹ. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng họ rất nghiêm túc phát triển đất nước của mình, trong khi quan chức của chúng ta vẫn bận rộn với việc tham nhũng và làm giàu cho bản thân. Người dân chúng ta rất buồn lòng khi nhìn thấy điều này. Vâng, không khó để nhận thấy rằng hầu hết các bình luận của cư dân mạng Indonesia đều thể hiện sự tán đồng trước những gì mà ngài đại sứ của nước này phát biểu. Đây cũng là điều dễ hiểu khi Việt Nam hiện nay đang có tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Cả thế giới tin rằng trong tương lai tới, đất nước hình chữ S sẽ trở thành một siêu cường mới nổi, ít nhất là tại khu vực Đông Nam Á hiện giờ. Đi sâu vào chi tiết theo báo cáo kinh tế vĩ mô của DSL, các cực mới của tăng trưởng thương mại đang nổi lên, đáng chú ý nhất là khu vực Đông Nam Á. Và Nam Á mà nổi bật lên đó chính là Việt Nam. Nước được xếp hạng trong số 10 quốc gia có tốc độ phát triển hàng đầu về tốc độ tăng trưởng và số lượng tuyệt đối của tăng trưởng thương mại. Và đây là một kết quả hoàn toàn thuyết phục khi mà Việt Nam từ một nước nghèo đói, lạc hậu, sau chiến tranh đã từng bước lột xác để có được thành tựu như hiện giờ. Quay trở lại thời điểm năm 1985, xuất khẩu chiếm chưa đến 20% GDP của Việt Nam đã khiến đất nước hình chữ S bị xếp vào hàng những nước nghèo nhất thế giới với GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 500 đô la theo giá đô la hiện nay. Thế nhưng, đến năm 2019 thì xuất khẩu đã tăng vọt lên 101% GDP và Việt Nam đã đạt mức GDP bình quân đầu người gần 3.000 đô la. Xuất khẩu của Việt Nam vượt xa GDP do đất nước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhập khẩu đầu vào từ nước ngoài và xuất khẩu sản phẩm cuối cùng. Nhìn chung, vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu đã được phản ánh ở mức độ toàn cầu hóa rộng lớn của đất nước, cùng với lĩnh vực thương mại và đầu tư trực tiếp từ nước ngoài được chú trọng. Minh chứng là Việt Nam đã liên tục nâng cấp cơ cấu xuất khẩu của mình theo thời gian và đang phát triển vị trí vững chắc trong lĩnh vực điện tử, ngay cả khi quốc gia tiếp tục là nhà xuất khẩu hàng dệt may lớn hàng đầu thị trường. Còn trong năm 2023 vừa qua, mặc dù kinh tế thế giới suy giảm khi đối mặt với nhiều thách thức như tổng cầu đi xuống, lạm phát tăng cao, chính sách tiền tệ bị thắt chặt, nợ công thế giới tăng kỷ lục với sự bất ổn địa chính trị diễn tiến trầm kha, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn có xu hướng phục hồi mới ở mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Tất cả là nhờ vào sự can thiệp kịp thời của hệ thống chính trị, trong đó chính phủ, thủ tướng chính phủ đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các bộ ngành, địa phương đề xuất triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Nhờ vậy mà Việt Nam vẫn đạt được kết quả khả quan như vừa rồi. Đáng lưu ý hơn là hiện nay, Việt Nam đã có thương hiệu ô tô riêng vươn tầm thế giới mang tên VinFast. Hãng xe thuần Việt rất được ưa chuộng tại các thị trường đông dân hiện giờ. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải biết rằng Việt Nam cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức trong việc phát triển nền kinh tế. Nổi bật lên trong đó chính là bất ổn về địa chính trị, với nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, tổng cầu phục hồi yếu, lạm phát nhiều nước vẫn ở mức cao với chuỗi cung ứng thiếu ổn định đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước. Và mặc dù sản xuất công nghiệp có chuyển biến tích cực nhưng còn chậm, nó chưa tạo được sự bứt tốc mạnh mẽ so với cùng kỳ năm 2022 do sự sụt giảm đơn hàng, chi phí đầu vào tăng cao. Tình trạng thiếu thị trường xuất khẩu đã ảnh hưởng đến nhiều ngành sản xuất công nghiệp, đặc biệt ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Thêm vào đó, hoạt động xuất nhập khẩu phục hồi chậm do nhu cầu thế giới giảm. Chính sách tiền tệ thắt chặt, lạm phát ở mức cao cũng là vấn đề đáng quan ngại. Riêng thị trường bất động sản tiếp tục ảm đạm với dòng tiền luân chuyển hạn chế, đặc biệt
là trong bối cảnh áp lực đáo hạn và trả nợ trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 hiện đang nằm ở mức cao ngất ngưởng. Còn về thu hút đầu tư, kể cả khi ban hành luật đầu tư nước ngoài đến nay, Việt Nam đã thu hút gần 438,7 tỷ đô la vốn nước ngoài FDI. Theo đó, khu vực FDI đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đồng thời nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Tính riêng trong năm 2023, mặc dù tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm tốc khi chỉ đạt 5,05% GDP so với 8% GDP năm 2022, nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài với nguồn vốn FDI đổ vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 23,5 tỷ đô la, chiếm 64,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 39,9% so với cùng kỳ. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn trên thế giới. Tiếp đến là ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 4,67 tỷ đô la, chiếm hơn 12,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Và riêng các ngành sản xuất phân phối điện, tài chính ngân hàng xếp thứ 3 và thứ 4 với tổng vốn đăng ký lần lượt hơn 2,37 tỷ đô la và gần 1,56 tỷ đô la. Còn lại các ngành nghề khác. Lý do Việt Nam trở thành sự lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư nước ngoài là vì đất nước hình chữ S không có bạo loạn, chiến tranh, không có xung đột sắc tộc và có chính sách thu hút đầu tư tốt. Và ngoài ra, các thủ tục hành chính tại Việt Nam được đơn giản hóa theo hướng có lợi nhất cho các doanh nghiệp FDI cũng là lý do hấp dẫn hàng đầu. Nhưng công bằng mà nói thì thu hút đầu tư nước ngoài năm 2023 của Việt Nam chưa phát huy được hiệu quả cao. Vì các nhà đầu tư chưa mở rộng quy mô đầu tư vào các dự án đang hoạt động ở Việt Nam do những khó khăn chung của kinh tế thế giới và của cả cộng đồng doanh nghiệp. Vậy nên muốn giữ vững được đà tăng trưởng để trở thành siêu cường mới nổi, Việt Nam cần phải đề ra các chính sách tối ưu để ứng phó với những thách thức nêu trên, đồng thời phải nỗ lực thật nhiều để triển khai chính sách trên diện rộng theo hướng hiệu quả nhất.